Quyền Lai xin chào toàn thể mọi người nhé. Thì hôm nay là đúng ngày dỗ tổ Hùng Vương, ngày 10 tháng 3. Đáng ra là lịch của mình thì ngày hôm nay là mình sẽ ở trên đền Hùng rồi. Tuy nhiên thì mình lại bị cảm cúm, nên là cái lịch trình lên đền Hùng sẽ bị hoãn lại. Và ngày hôm nay thì cũng rất là tình cờ và bất ngờ, có một chiếc xe Way 50cc. Đó, Way 50cc màu xanh nước biển mọi người nhé. Thì bạn ấy qua giúp mình để đổi màu lại con xe này và lên một số mod đồ chơi. Thì trước lúc mà bên mình làm thì là bên mình sẽ quay lại để chia sẻ với tất cả anh em ban đầu, cái tình trạng ban đầu của chiếc xe này. Em ở đâu? Thanh Oai à? Bạn ấy ở Thanh Oai nhá mọi người nhá. 29A này. Ôi con này mà sắp xếp lại đẹp nhỉ. 5, 6, 7, 8, 9. Ok chưa mọi người? Đấy, thì kể cả cái phần bô này mọi người nhá. Kể cả là cái phần bô này này mọi người này. Cái phần bô này là lát nữa mình cũng sẽ bỏ con bô đi, bởi vì bô này là bô Mazda ấy, bô kiểu bô theo xe của 50cc ấy. Thì nó không được xịn xò lắm. Đấy, nó không được xịn xò lắm. Thì lát nữa em cũng lên một cây Tân Hòa luôn. Đấy, mọi người nhìn tình trạng xe chưa? Thì bây giờ chúng ta cùng xem, chờ đợi kết quả sự thay đổi của cái chiếc xe này. Và sau lát nữa, sau khi mà xong thì mình sẽ quay lại và chia sẻ cho anh em, và để cho anh em tham khảo cái cách độ mọi người nhá, và cách lên đồ chơi, cách phối màu xe như thế nào. Được chưa? Mọi người cùng chờ đợi trong giây lát. Xin chào tất cả mọi người. Quay hết cả mồm rồi mọi người ạ. Có nghĩa là khi xong thi công làm xong con xe này, quay hết mồm luôn. Thì sau khi mà dán xong con xe này thì mình quay lại và chia sẻ với tất cả anh em. Thì như anh em có thể thấy, đây là một cái màu 3D rất là đẹp. Thực sự là nói thật với các bạn, đây là một cái màu 3D cực kỳ đẹp mà mình thấy rằng là lên trên chiếc xe này nó rất đẹp luôn. Không phải là do là mình dán xe mà mình nói đâu, nhưng mà các bạn, khi mà các bạn nhìn thấy thì các bạn thấy rằng là nó rất là đẹp đúng không? Nó đổi màu rất là đẹp. Đặc biệt là cái chiếc xe này mà các bạn đi dưới trời nắng ấy, thì cái màu của nó sẽ đổi màu theo từng cái điểm ánh sáng chiếu vào cái vỏ xe, mà nó sẽ có những cái màu khác nhau. Ví dụ như anh em đang nhìn thấy ở cái phần mặt nạ, anh em đang nhìn thấy nó là màu tím đúng không? Cái phần mặt nạ nó là màu tím, nhưng mà xuống dưới này nó lại là màu xanh dương, xanh ngọc. Đó, đằng sau kia cũng thế kìa. Đằng sau thì cái phần đầu ngón tay này mình chỉ thì nó lại là màu xanh lục bảo. Đó, mà lên trên cái đầu tay mình thì nó lại là xanh tím than. Đấy, nó đổi màu rất là linh hoạt. Đấy, bây giờ mình sẽ đi qua cho anh em xem thử này. Đấy, thấy chưa? Khi anh em đi qua màu phát này, bắt đầu nhìn thấy ánh nắng nó chiếu vào nó lại khác, anh em thấy chưa? Đó. Đó, nói chung là khi mà mình đảo cái máy quay đi ra chỗ khác cái thì là ánh sáng nó sẽ chạy theo luôn. Có nghĩa là cái điểm nào mà cái ánh sáng nó tiếp xúc với cái bộ vỏ này thì nó sẽ lại là một màu khác, còn những cái điểm mà không chiếu nó sẽ là một màu khác, đổi màu. Đó, được chưa? Nó gọi là 3D. Chia sẻ với tất cả anh em thì hiện tại bây giờ cũng đã là giữa trưa rồi, và ngày hôm nay thì mình quay xong, làm xong con xe này thì mình quay và chia sẻ với tất cả anh em. Ở bên phần trong cái nghiếm này thì là mình sẽ dán toàn bộ màu trắng cho bạn ấy nhá. Ở bên phần bên trong cái nghiếm này là mình dán toàn bộ màu trắng luôn, để cho nó phối với lại cái nghiếm nhìn nó rất là đẹp luôn, nó thành một cái tổng thể rất là đẹp. Đó, được chưa các bạn? Và chúng ta xem cái xe này hôm nay đã lên những chiếc gì, những món đồ chơi gì các bạn nhá.
Các bạn hôm nay hết sức thông cảm là hôm nay mình khá là mệt vì là mình bị cúm, bắt đầu từ ngày hôm qua mình bị cúm và ngày hôm nay mình cảm thấy rất là mệt. Những bạn nào đã bị cúm rồi các bạn biết rằng là nó rất là mệt. Đấy, nên là cái việc nói cũng đã không muốn nói rồi, chứ đừng có nói đến là việc làm video để cho các bạn xem. Và hiện tại bây giờ thì mình đang cố gắng hết sức để chia sẻ với các bạn những cái hay nhất của chiếc xe này. Thì ngoài cái việc đi kèm một cái bộ đề can 3D thì mình cũng lên cho bạn ấy một cái bộ màu, một cái bộ tem nhá, một cái bộ tem 3 lớp cũng 7 màu đấy, để cho nó phối, cho nó giống, nó hợp với lại cái chiếc xe của bạn ý đó. Cái thứ hai là cái bạn ý lên một cái cặp thụt nai đấy, như các bạn đang nhìn thấy thì trước mặt các bạn nó là một cái cặp thụt nai, được chưa? Một cặp thụt nai ở dưới cái phần dưới này thì chúng ta sẽ có một cái bô tân hòa, được chưa? Bô tân hòa này là bô tân hòa đi phát kiểu 2543 anh em nhá, đó, kiểu 2543. Và cái bô này thì là mình đã móc cho bạn ý rồi. Một lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem thử, nghe thử cái tiếng bô. Và có một điều đặc biệt nữa là ở trong cái cây bô ấy mà các bạn mua là tân hòa Dinfast kiểu này này, thì đã có rất là nhiều những chia sẻ của mình ở những cái video trước. Khi mà các bạn mua cái bô tân hòa Dinfast này thì các bạn để ý giúp mình là ở trong cái bô này này, ở trong cái bô này này, thì là nó sẽ có hai cái chân ốc nhá các bạn nhá. Nó sẽ có hai cái chân ốc, thì một cái chân ốc các bạn sẽ khoan một lỗ vào cái báng để chân của bạn ý, và mình các bạn khoan cái chân ốc xiên sang bên kia và lấy con ốc bắt lại như cái tay mình chỉ đây là ok các bạn nhé. Đó, và chia sẻ với các bạn thêm một điều nữa, có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, thụt nai lên cho 50cc có được không? Thì đây mình chia sẻ với tất cả các bạn, thụt nai lên cho 50cc nhá. Cái phân khúc như là 50cc và 100 thì cái form dáng nó như nhau các bạn nhé, form dáng như nhau, cho nên là các bạn không phải quá lo lắng cái việc là đồ của 50cc có lên được cho 100 hay là đồ của 100 có lên được cho 50cc không. Nó hoàn toàn lên được các bạn nhá. Đấy, hoàn toàn lên được, nên là các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề đấy, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta lên ở cái phần đầu xe. Quên, hôm nay là mình thực sự với các bạn là hôm nay mình mệt, cho nên là mình đi nó giới thiệu cái xe này nó không được từ đầu đến cuối. Ở phần đầu xe này thì các bạn để ý giúp mình là chúng ta sẽ có một cái đèn pha hai màu các bạn nhá. Đấy, một quả đèn pha hai màu này, được chưa? Cái pha này là pha trắng cốt vàng nhé các bạn nhé. Đây, mình mở khóa lên cho các bạn xem này. Mở đèn này, đây là đèn vàng này, pha trắng này. Đấy, pha trắng cốt vàng các bạn nhé. Đó, pha trắng cốt vàng. Thì các bạn hết sức thông cảm là vì là buổi trưa nên là mình không có thể nào mà test được cái ánh sáng này cho tất cả các bạn xem, được chưa? Và đi kèm theo đó thì là sẽ có một cái bộ anh em của X1R, đó là tay phanh X1R này, được chưa? Tay phanh sáu số X1R này. Đó, và cái tay nắm X1R. Tay nắm này thì được cắt có CNC kiểu hình mắt ruồi nhá. Đó, và một cái cụm tăng tốc Domino, được chưa các bạn? Đó, thì cái việc mà khi mà chúng ta lên cái cụm tăng tốc Domino, nó sẽ giúp cho chúng ta đi cái xe nó sẽ bốc hơn, thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn các bạn nhá. Đấy, những bạn nào mà chưa lên đèn mà các bạn chưa tin thì các bạn có thể là lên và kiểm chứng, hoặc là gọi hỏi những bạn nào mà đã từng lên để các bạn kiểm chứng, được chưa? Đó, thì các bạn có thể thấy rằng là ban đầu khi mà chiếc xe này vào đây ấy, thì là nó một diện mạo khác, nhưng đến bây giờ khi qua tay mình làm thì nó lại thành một diện mạo khác, được chưa? Thì bạn này bạn ở Thanh Hoa, cách xúc mình khoảng hơn 20 cây, bạn đi qua đây. Đó, thì ngày hôm nay nói chung là chiếc xe này lên bú lô xua luôn, rất là nhiều những cái món đồ chơi đấy, tay nắm, tay phanh, cùm tăng tốc, rồi thụt nai này, rồi bô này, rồi viền biển này, chụp mõm titan trước sau này, nhựa hậu trắng này, được chưa các bạn? Đấy, nói chung là mình quay một cái vòng tổng thể cho tất cả anh em xem. Thì những anh em bạn bè nào mà đang có nhu cầu làm bô, làm tem, làm đồ chơi lên đèn đóm thì anh em có thể liên hệ qua số đồ chơi xe máy Trương Mỹ các bạn nhé, để bên mình tư vấn cho các bạn cho lên một cái xe nó ok và đẹp nhất có thể. Và chia sẻ với tất cả mọi người rằng là cái cây bô này thì cái con xe này ấy, thì là nó bên mình làm mất tầm khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ mới ra được cái quần này. Có một mình làm, vì là ngày hôm nay có hai bạn thợ của mình thì bạn ấy cũng nghỉ rồi. Có nghĩa là một bạn thì bị đau mắt hàn, một bạn thì là gọi đi dân quân. Đấy, cho nên là nghỉ mất hai bạn thợ, chỉ còn mình với một bạn thợ nữa. Và cái lý do mà tại sao thợ nhà mình bị đau mắt hàn là vì hàn cố cho anh em buổi tối đấy. Bình thường khi mà hàn thì chúng ta không nên hàn buổi tối. Nhưng mà ngày hôm qua thì có khách qua xúc mình, nên là bên nhà mình gọi là rất là nể bạn ấy vì bạn ấy ở xa qua, thành ra là hàn buổi tối, nên là ngày hôm nay thợ mình đau mắt luôn. Đó, kinh khủng khiếp thật. Ok, thì bây giờ thì mình cũng
có lẽ là xin phép là sẽ ngắt video tại đây, bởi vì cũng trưa rồi, mình cũng đang ốm mà cũng chưa ăn uống gì, từ sáng đến giờ mình chưa ăn uống gì cả, và quay và làm video cho tất cả anh em đấy. Thì anh em thấy video này hay thì đừng quên cho mình một like, một share. Cảm ơn anh em rất nhiều, chúc anh em có một ngày mùng 10 tháng 3 vui vẻ. Cảm ơn anh em, nhớ đăng ký kênh của Black nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.